吻呀的鸟叫是美好，茫茫漠河的鸟儿的月，月儿像最美丑。Cattail, Lekuda, Lekuda, Kepka. Rồi em có muốn như vậy không? La Guda. La Guda. Ủa em đi đâu á? Đi đâu á? Rồi lên mỏi chân lắm. Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên phố Ân Vặt. Lên đây này Úc. Ôi em lên đây nhưng mà một thời xe lam nha anh em. Chạy vậy sao mà nhật được. Chị luôn cáp treo nữa kìa, lát chưa rồi cáp treo chụp. Coffee Robinson. Mọi người ơi. Thank you.
em lấy căn pin mùi thơm của nhang giống như Tết đó các bạn ơi, Tết mà Tết miền Bắc nha, nghe mùi thơm như là mùi Tết cho đó. Trên này cảnh này đẹp hơn chứ em. Em vào vị trí đi em. Đây đẹp hơn em tính lấy thành phố. Gần quá ha. Anh đang quay mà. Chạy tim. Ủa đẹp quá vậy. Đà là không khí lúc nào cũng đã. Con xuất ra. À hàng kia có biết rồi, chụp chim nó dài. Mọi người ta biết chụp cái chân, có biết chụp đâu. Có biết chụp hình. Mà sao em ơi, mà sao em ơi? Ai xuống đây kìa. Được rồi, thiếu gì ở lát mình rồi mình lấy tiếp. Đừng lo. Quá đẹp.
đi ra bên chùa 600 thành người nào.